Chào các bạn yêu Lan nhé. Hôm nay thì có một cái chủ đề mà rất nhiều người hỏi tôi, cho nên hôm nay tôi nhân tiện thấy ở vườn của anh Hoàng núi Cao Bồi ở 57 Nguyễn Văn Chỗi, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, nên tôi thấy rất là nhiều cái cây mà nó có liên quan đến cái chủ đề mọi người quan tâm, nên tôi sẽ quay. Đấy là sọc núi chúa. Vâng, sọc. Wow, đây là mấy cái chậu sọc núi chúa ấy, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Anh ấy trồng vào cái chậu nó rất là đơn giản đấy, giá thể cũng rất đơn giản, không có gì cỏ thông, rồi cỏ thông vụn, rồi đây là dớn vụn này đấy, rồi các cái loại mà phân nhả chậm cái thứ thôi, cũng bình thường. Nhưng mà cái chủ đề mà hôm nay tôi muốn cho đây một cái sọc à, vâng, anh cũng nhiều sọc nhở đấy, nhưng mà có vẻ không có nhiều ki con à anh? Maybe quay lên này sẽ nhiều người hỏi em lắm nhé. Muốn có cái kiểu có khi con thì giới thiệu mọi người đây nhá. Đây là cái bạn, là các bạn này, tức là cái chậu này của anh núi Cao Bồi là nó từ đấy, từ một con kiến nhỏ xíu xíu đây nhá, và sau bắt đầu đẻ ra, và bây giờ nó ra một cái mớ như này. Thế thì đây nữa này, cái chậu này cũng là một cái chậu mà tôi muốn nó cùng cái chủ đề này, tức là có nhiều người nói là có nên kích ki vào cái thời điểm trái mùa hay không, kích mầm gốc vào thời điểm trái mùa hay không. Thì rất nhiều người nói là không nên, nhưng mà có cũng nhiều ý kiến là mọi người lại khuyên là nên làm. Thì ở đây tôi thấy là quan điểm của anh Hoàng là anh cũng kích thoải mái luôn. Và như cái chậu này nó là một cây ma bó 5 cánh trắng đúng không anh? Và 5 cánh trắng của vùng ma bó nhé. Và ở đây các bạn nhìn thấy nó có 3 cái mầm lỡ. Thì đấy, ba nghe rồi. Đây là kích thước bình thường để cho nó ra kia, và rồi nó sẽ ra mầm. Đúng rồi, đấy, cả đang trao đổi về vấn đề đó anh. Tại vì nhiều người cứ bảo nó ra lỡ thì nó sẽ nó kém rồi. Đi. Nếu lỡ đúng thời điểm thì cái mầm lỡ này nó già. Vâng. Nó già thì thay vì cái cây này anh để cho đúng mùa nó chỉ ra được 1 hoặc 2 ki, đúng rồi thì anh kích thêm mầm lỡ này thì mầm lỡ có thể là 2-3 ki, nên số lượng ki nó sẽ gấp đôi. Đúng rồi, đấy mình làm cho nó tăng nhanh hơn. Ý em đang trao đổi là nó là đúng cái ý anh Hoàng vừa nói đấy mọi người, tức là với như cái chậu này nhá, là anh từ một cái thân nhỏ này anh ấy làm nó ra 3 cái mầm lỡ. Thì bây giờ từ cái 3 cái mầm lỡ này, nếu mà bây giờ mà đem phịt duy xanh vào thôi, là mỗi mầm này nó nhân đôi lên là thành 6 cây ngay. Nó rất là nhanh đầy chậu mà nhanh thành chậu to. À, cho nên là cũng không cái quan điểm mà không nên kích là có vẻ như yếu thế hơn. Trừ phi là mình chỉ là để chơi bình thường thì không nói, nhưng mà nếu mà để mà vừa chơi mà lại vừa muốn làm ra nhiều giống ấy, thì mầm cây khỏe. Đấy. Cái kế rồi. Đây này. Ví dụ đây là một cái mầm, thực ra cái này là một cái mầm lỡ đúng không anh? Nó là một đó mầm lỡ. Đây nó là một cái mầm lỡ. Cái này là cây gì anh? Cây phú thọ. À, một cây mầm lỡ của cây đấy. À, tắt nó ra là đẻ luôn. Mầm lỡ của một cái cây 5 cánh trắng phú thọ mà khổng lồ này. À, cây này đang dài khoảng 1,5 m rồi. À, nhưng mà thắt gọn rồi. Cây này thắt gọn rồi, 1,5 m thắt gọn rồi, như là mặt bông này. Mặt bông này thì nó sắp tàn rồi nhé các bạn, nhưng mà rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn đấy. Nó chỉ có hai cái mắt nó hơi xước xước tí thôi, còn toàn bộ là cánh trắng, mũi trắng các thứ. Rồi nói đơn giản thôi. Vâng. Cái cây bạch tuyết này. Vâng, bạch tuyết này. Tuyết này vô những cái mầm này cũng chín, giờ nó ra cái mầm lỡ này. Vâng. Mầm lỡ này, nhưng chính cái mầm lỡ này nó lại đẻ được cái 4 cái mầm nhỏ cơ. Đúng rồi, đó. Đó, nhưng mà cây nó rất khỏe đây, nó lên to hơn cái mẹ luôn. Vâng. Chứ không phải là đúng rồi. Nó làm đúng vẫn đâu, ok. Đúng rồi. Thì nhưng mà nếu mình có lưu ý gì khi mà làm cái mầm vẫn cứ làm chăm nó bình thường. Chăm cái bình thường. Là cái cây, như cây này phát triển nó khoảng chừng 2/3 đường. À. Thay vì nó cao về nó đứng ngọn đi, nó 2/3 đường là mình đã kích cho ra mầm gốc được rồi. À vâng. Tức là mình dự kiến là ví dụ một cái mùa nó mình được khoảng 60 sen thì nó được khoảng độ 3 40 sen là mình có thể kích được. 2/3 thời gian phát triển của nó. À, 2/3 là kích mầm gốc. Nó khỏe hơn. Thì cứ kích thôi. Đấy, các bạn thấy nhá, đây tôi quay lại cái mầm lỡ của cái cây phú thọ này. Thì bây giờ ấy là sau khi anh ấy tách ra này, nó ra 1 này 2 này đấy, nhưng mà cái mắt phía trên này, nó cũng sưng luôn rồi đấy.
cho nên là nó rất hiệu quả, nó rất lợi hại, làm nó gọi là kích lỡ giờ rồi, cũng thế này. Cây này mà cái năm cánh trắng HO này thì ra một cái mầm lỡ, xong rồi từ mầm lỡ này nó ra tiếp hai cái mầm con phía dưới này nữa. Đấy, các bạn thấy không, tốc độ làm cây phải nói là rất là đây, tốc độ khủng khiếp luôn. Cái cây quý họ này à, và là một, nó thân nó dài 1m4 và mình kích nó ra mầm lỡ này. Và mầm lỡ này thì trên này mình đã cắt nó ra, mình đã làm kỳ rồi. Và thì cái đây là cái mầm của mầm lỡ đây. Và đúng rồi, mầm của mầm lỡ đây đấy, đó nhìn nó đã được 50 rồi, nó còn khỏe hơn nhỉ. Đó, nó khỏe hơn. Ủa 50 rồi, 50 mà bây giờ như vậy là nó vượt vượt luôn mấy kia mà như vậy nó lại nhú mầm gốc tiếp này. À mà đúng rồi, lại tiếp tục nhú tiếp. Mà như vậy là nó không bị ảnh hưởng gì mùa đông đúng không? Như trong này thì nó nắng ấm hơn. Trong này thì nó đâu bị lạnh đâu đúng không anh nhỉ? Có nhưng mà không đáng kể. Không đáng kể. Nhìn cái quả đùi gà này mà thấy mê quá các bạn ạ. Phú Thọ. Đấy, cho nên là như anh Hoàng hướng dẫn nhá. Một cây năm cánh trắng chưa đặt tên. À ôi sao nhiều. Nhưng mà nhiều nó, loại chưa đặt tên nhưng thế. Nhưng mà nó đây, nụ nó đây. Ồ, đang nụ này. Đang nụ. Nhưng mà đây mầm lỡ nó đây. Mầm lỡ cũng muốn kích nó ra mầm lỡ, giờ nó ra hai mầm tiếp. Hai mầm tiếp. Bình thường đây này cũng mầm lỡ ra tiếp này. Đó. Đang mầm. Ồ, bên này cũng mầm lỡ mầm ra tiếp này. Mầm gốc của mầm lỡ, mầm gốc của mầm lỡ. Đó, nên là nó nhanh hơn. Mà thường cái mầm lỡ thì theo em thấy là các cái mầm lỡ thì thường nó lại phình to. Nó khỏe lắm. Vâng, đúng không? Đấy, mầm lỡ thì thường nó lại phình cái gốc to rất nhanh so với lại cây bình thường. Chính vì thế cho nên là nó đủ lực thì khi nó lên cái mầm tiếp theo của cái mầm lỡ thì nó sẽ khỏe hơn. Đây, cây này là cây Phú Thọ mà nó đẹp như cây bạc tuyết ấy. À. Cây mặt hoa này không thu thì cây bạc tuyết hết. À. Đó là cái biến thiên thôi. Đó, nó cũng là một mầm lỡ, giờ nó đẻ ba. Đúng rồi. Thế thôi. Từ thân già, xong rồi lên mầm bên kia. Ừ. Mầm bên này là đã cắt ra làm kỳ rồi, à, được một rổ rồi. Úi dồi. Đây, cây chứ ạ. Rồi. Ừ. À? Anh khi mà anh cắt xuống thì anh xử lý nó như nào? Cái này mình cắt mình chấm rút tinh. Chấm rút tinh rồi để cho nó khô. À. Khô xong rồi thì lôi ra mình ngâm tonic với B1 với Hùng Nguyễn thôi. À. Xong rồi bắt đầu mình cạo sạch những cái rút tinh bên đầu ở đây nè. À. Cái mình bôi keo nó vô. À, sau đó mới lại kẹ cả với bột. Cái lúc mà mình ngâm á, thì mình rửa sạch những cái rốt tin này bám vào đây đi. À, mà. Tại sao phải làm thế anh? Không, đó nó là một chất bột mà. À. Nếu mình không ấy mình cứ để nó giữ ẩm lên nó sẽ lên mốc. À. Mốc nó sẽ ăn thối vô trong. À, thế thì cái này anh nói hay quá, bởi vì là thấy rất nhiều bạn vừa rồi cứ chấm rốt tin là để nó thối là vậy, là do mình không xử lý được cái vết rác cắt. À, chứ là thì nó có hai khả năng, một khả năng là ví dụ như mọi người nói là mua phải rốt tin giả thì đã đành rồi đúng không ạ? Nhưng mà kể cả là hàng thật, nếu mà mình không xử lý đúng thì nó vẫn thối. Đúng rồi. Đúng không ạ? À. Nó bám một lớp ở đây rất là dày. Vâng. Khi mình chấm nó dày lắm. Vâng. Nhưng mình để lâu ngày rồi nên lúc mình ngâm nước là nó sẽ nở ra, hoặc mình ấy mình tưới nó sẽ nở ra. Vâng. Nó nở nó nằm đây nó giống một cái lớp bột vậy đó. Vâng. Rồi mình cứ giữ ẩm thì lớp bột nó sẽ lên mốc thôi. À. Mốc là nó ăn nó ngấm vô trong. Ồ thế hay quá. Hôm nay lần đầu tiên em nghe cái chi tiết này, rất là hay. Đấy, rất là hay. Tớ rửa sạch cái lớp đó đi, tao bôi keo. Đây, cái đấy thì cắt hai mắt nha các bạn. Ngắm cái này thì cắt một mắt này. Cũng là rổ Phú Thọ luôn này các bạn. Đấy là Phú Thọ, nói chung của anh toàn bằng rổ thôi. Cắm một mắt lên hết rồi nhú. Vâng. Thân thủ nhìn các bạn, nhìn cái mắt nó như này biết là thân thủ nó phi phàm này. Đây, ui giời, cái này cũng này. Một ổ mầm lỡ này và mầm gốc này. Cây hồng 17 của Hồ Bình đó. À, hồng 17. Hồng 17 của Hồ Bình. Hồ Bình. Kỳ đấy. Ừ. Vô đây đi. Đang có 4 mầm gốc. Ui ôi. Làm cái này thì làm sao mà. Đầu tư này thì cũng nếu đúng kỹ thuật mà chuẩn tập hoa thì cũng nhanh thu hồi vốn lắm các bạn. Cái bởi vì 17 này mua của anh Lê Sơn Hồ Bình. À, của anh Lê Sơn này, vườn lan Lê Sơn. Bảo đảm là đúng rồi, không có sai đâu. Ôi vườn của anh Lê Sơn Hòa Bình thì hồng 17 mới là các loại hồng các thứ Hòa Bình thì nhiều lắm. Cái năm cánh trắng Ngọc Sơn của anh Lê Sơn luôn này. À, năm cánh trắng Ngọc Sơn cũng của anh đây là mầm gốc. À, anh Lê Sơn, vườn lan Lê Sơn Hòa Bình luôn. Khoảng 3 mầm gốc này các bạn này. Mầm hồng 17 kỳ lên. Đấy, 3 cái mầm luôn. Ừ.
ba bốn mầm. Nói chung là một thân của anh trong vườn của anh Hoàng núi Cao Bồi thì tôi thấy là toàn ít nhất phải 2 mầm gốc trở lên. Thế thật đấy, quá dã man luôn. Như cái cây này là cây nấm trắng hải dương mất mồi này. À. Nhưng mà nó đang đi nó phát như vậy mình vẫn cho ra mầm gốc. À, nhưng mà nếu cái mầm này ok mà tốt nó đi luôn, nó không có ra mầm lỡ đâu. Nếu mà chăm tốt nó làm thì chế độ phân thuốc anh phun cho nó như nào anh? Thế không thì mình vẫn cứ một tuần một lần mình thay đổi từ đêm một thì bón lá các loại bón lá. Cái lá như mùa sinh trưởng thì 30-20-10. Mình thường mình dùng phân thái là 30-20-10 thì bộ rễ nó tốt hơn. À phân thái 30-10-10 như với cái chỗ kia thì nó để nó tăng cái lực lên hơn tí. À. Nhìn đã đời nhờ. Đấy nha các bạn, nếu mà có cây mà trừ phi không kích được thôi, còn nếu mà kích được mầm lỡ mà đúng đấy cứ kích thoải mái. Ba mầm lỡ ít bữa là ra. Đúng rồi, đây cây này đúng là ba mầm lỡ này, đây nó đang sưng rồi này. Đúng rồi, nếu nó mà đây này 6 mầm con. 6 mầm con. Thì nó lên nhanh hơn, cái bụi nó phát triển gấp 3 lần. Gấp 3 lần. Chứ còn nếu mà cứ để tự nhiên thì thường thường nó chỉ ra một mầm thôi. Một mầm giỏi thì 2. Đúng rồi, cho nếu giỏi thì tự nhiên là 2, nhưng mà bình thường tự nhiên thì hiếm khi mà lên được 3 lắm. Nếu mà không kích, nhưng đây thì kích rồi nó lên 3, 3 rồi. 3 rồi mà lại kích tiếp là nó lên 6 lên 7 luôn, lên 9 luôn. Khiếp khủng luôn. Đây là những cái giống gì mà bỏ tá lả đây? Ý thảo trắng thuyền. À, đấy. Đang cắt ra đang trồng. Ý thảo trắng thuyền. Bên này nữa này. Đó, đang cắt đang làm. Đây, mầm gốc này. Nhìn rất là đẹp. Mấy cái hàng lá phát tài này thì có ki bán không anh? Chưa có à? Kiến nhỏ lên cho nên kiến chưa có nhiều. Chưa có nhiều. Cái món lá kẻ lá phát tài này là nhiều người mê lắm. Thọ này giờ đã tích lỡ lên. À, úi dồi ôi này. Phú Thọ đang 3 mầm gốc luôn các bạn ạ. Đấy toàn 3 mầm luôn trở lên. 3 4 mầm, 4 chứ. À, đúng rồi, 3 cái to một cái bé. Phú Thọ. Nói chung là vườn của anh thì của anh Hoàng núi Cao Bồi đếm sơ sơ thì cũng nhiều chục tỷ lắm. Có khi còn hơn đấy. Hà Tĩnh này. Đấy, năm cánh trắng Hà Tĩnh đang kích mà nó lên đang 4 mầm gốc rồi. Liên xịt thôi. Và ở trong này là tôi thấy là có một cái mầm ở góc dưới này là nó lên từ cái thân già này. Này. Nó mới đẻ ra cái mầm con này, đẻ ra cái mầm to này. Vâng. Wow. Mầm con này bây giờ lại ra tiếp. Mầm con ra tiếp luôn. Mắt lại con ra. Vâng, con nó này. Cái này anh phun di xanh thì anh phun một lần à hay mấy lần? Một lần duy nhất. Anh pha xịt từ trên đỏ này xuống. À. Pha không cần ướt gốc đâu. À. Đỏ xuống này nó chảy xuống đây nó thấm vô gốc vừa. À. Ừ. Thế anh phun cả trên này à? Phun hết. Thế không sợ nó ra ki trên này à? Thằng nào lên ki càng tốt. À vâng. Nào lên ki lên bông thì kệ nó. Vâng. Thế nhưng mà anh pha tỷ lệ như nào? Một ống di xanh. Một ống di xanh. Một xe tonic. Một xe tonic. Một CV1. Một CV1. 2 lít nước. Một ống hay là 2 lít nước. Ồ. Oh. Xong rồi một xe Atonic, một CV1 pha lẫn với nhau với 2 lít nước xong rồi phịt thôi. Được. À. Rồi. Đó là chẳng giấu gì chỉ anh em thì ai. Vâng, ôi rồi bây giờ biết làm thôi. Đây này. Nó lên rồi nó ra vậy. À. Đây là cây HO này. HO. Mấy cái này chỉ thế này. Giò HO này bây giờ cũng nhiều tiền lắm đây này. HO bây giờ bao tiền sen anh nhỉ? Chắc nó làm tiền triệu. Tiền triệu sen. Rồi cứ tính nhẹ nhàng là triệu sen đấy các bạn. Cái chỗ này cũng phải... 4 mét. Đấy, 4 mét. Khoảng 4 mét. Chưa tính kỳ. Chưa kể kỳ. Đấy, nhiều tiền lắm. Cũng phải tầm khoảng 500-600. Ướt mi. Ướt mi. Các bạn nhìn thấy này, hai cái mầm lỡ này lỡ để nó lao, nó đang bắt đầu nhú lên này, để lên cái này để đôi nên là đừng có sợ mầm lỡ nha các bạn. Có nhiều người thì cứ bảo là mầm lỡ thì nó ảnh hưởng đến cây mẹ rồi bị nọ bị kia, nhưng mà thấy các bạn thấy không, làm nó ra mầm lỡ nó còn hiệu quả nhiều so với không làm mầm lỡ. Tất nhiên là tùy quan điểm của mỗi người thôi nhé, nhưng các bạn nếu các bạn cảm thấy là
đủ tự tin làm cho nó này nó khỏe, nó ra được nhiều thì các bạn cứ làm. Còn nếu các bạn bảo là sợ làm không chăm được thì mầm lỡ nhá, nói luôn cho thấy là chỉ cần chứ sợ cái gì đâu, chứ cái gì mà phải sợ cả đây. À. Đó. Năm trước cái cây này đang phát triển nửa chừng xe đây là nó kết rồi. Kết thì nó ra hai này, thì cây này do cái cây là cây con nó yếu thì tới đây nó đứng ngọn. Đứng ngọn, nhưng mà bây giờ là hai mầm lỡ này tính ra tổng cộng là 6 mầm con. Nếu mà 6 mầm con này, nếu để một cây mẹ đâu được 6 mầm con. Đúng rồi, mà nếu mà để cây mẹ này thì cùng lắm, nếu mà anh chăm nó cứ gọi là gấp 3 đi. Nếu nó dài gấp 3 lần đi thì nó cũng chỉ được khoảng 1 mét thôi. Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà bây giờ không nó ra được 1 mét đâu, tại nó cây năm đầu cho nó giỏi đi được 1 mét đi. Cứ cho là giỏi là được 1 mét đi. Nhưng mà 1 mét thì bây giờ cái này của nó nhá, thì thay vì như thế thì nó được khoảng độ 25-30 cm thôi nhá các bạn. Nhưng nó ra hai cái mầm lỡ, mỗi cái mầm lỡ khoảng thôi cứ tính nhanh gọn là 5 cm thôi. Cái này là 6 này. À. Hai mầm lỡ này mỗi cái là 6 cm này. 6 cm tính nha. Vâng. Rồi bây giờ mỗi cái nó là 3 mầm gốc này, là 6 mầm gốc này. Sáu bây giờ gốc. Trong thời điểm này bây giờ nếu nó đi thì cộng lại và cái thời 6 gian mầm... thì nó sẽ nhanh hơn cái 1 mét này. Đúng rồi. 6 cái mầm gốc này bây giờ mà với nhà vườn mà mọi người chăm tốt thì thôi nhẹ nhàng mùa tới này mỗi thân này lấy khoảng độ 80 cm thôi. Đấy là tính gọi là tính thấp, chứ còn nếu mà như các bác cái chăm thì toàn cả mét luôn ấy. Thì thôi mình tính thế thôi, thì có phải là một đằng là được có 1 mét xong rồi được một mầm nữa, mà trong cái đó mà đằng cái này thì là 6 phải thành chỉ sau khoảng độ gần 2 năm là đã ra khoảng 5 mét rồi. Tốc độ để mà đi làm ra thân, làm ra chiều dài nó phải gấp 3 lần bình thường. Mà đúng rồi, nó cũng nguyên lý của nó cũng là phù hợp với 3 lần. Vì nếu mà một thân thì lên một mầm gốc hoặc hai mầm gốc là tối đa. Nếu để tự bình thường thì bây giờ nó vì nó có mầm lỡ thì nó lên gấp 3 lần là đúng rồi. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Nhanh rồi. Cây này cái, đi ngọn nó là kỳ lỡ tắt trong thân ra đó. À khi mầm kỳ lỡ mà mình xịt gì nữa mọc trên thân mình tắt ra. À đấy nha. Cũng là Phú Thọ anh. Cây Phú Thọ mới tắt. Ồ nhìn đã đời quá nhỉ. Cái này vừa tắt. Nhìn ngọn là thế này thôi. Đây vừa tắt xong. À. 30. Khi trên thân. Khi trên thân luôn. Đấy cái này các bạn, ví dụ bạn nào mà ví dụ sưu tầm cây mà đang trên thân mà nó đi ngọn khỏe này thì về nó cứ đây, thế nó lao vòng lao vòng phập. Đây là một cây bệt đẹp. Ôi trời ơi, nhìn cái mầm lỡ nó ra đây. Nhìn gốc này. Đã rồi. Cây già tôi tắt ra rồi, còn đây là mầm lỡ nó đẻ. À đấy, mầm lỡ đẻ thì cây nó rất là khỏe. Đấy, mầm của mầm lỡ bao giờ nó cũng rất to nha các bạn. Nhìn này. Wow. Đã đời chưa? Bệt. Nhìn lá này cũng sướng các bạn ạ, nhìn chơi lá cũng sướng luôn rồi. Cái mầm lỡ này nhá. Vâng. Khi mình chỉ kỳ xong nó đẻ cái đây, nó đẻ trên này. Vâng. Đó nó nhanh nó to rồi. Đây nhìn. Ra rễ liền. Giờ cái ông thể tắt xong được rồi. Đúng rồi. Ra liền. Đúng rồi. Cái này mình ra cái ra cả rễ rồi. Ra rễ rồi. Cái mầm xịt xanh đó là trên nó ra nhưng mà gốc nó vẫn ra đấy. À vâng. Gốc nó vẫn kỳ này, cậu vẫn kỳ này. Đấy. Nhưng mà em có cảm giác là cái bộ rễ của trong chậu của anh nó rất là khỏe luôn. Đúng rồi. Cây này thì khỏe lắm. Hầu như là vừa nó thì được cái bộ rễ tốt. Được bộ rễ. Tức là dùng chăm cái sao thì chăm, nhưng mà bộ rễ tốt thì cây nó mới tốt. Đúng rồi. Thế thì nhưng mà như anh nói là cái dùng cái phân của Thái thì cái bộ rễ nó tốt hơn. Nó thường là như vậy, tại vì nó cái lại lượng lân của nó cao hơn một tí. À. Xong rồi dù mình xài như hữu cơ, nước những cái gì mình ngâm vỏ chuối rồi gì mình ngâm mình tưới đại. Ngâm tưới đại. Gừng ghét gì mình xay mình tưới cái đó nó xong. À vâng. Nó bình thường nó ra. Đây này. Tá lả luôn. Bộ rễ. Vâng. Rễ là kín chậu. Vâng. Đấy, mình nhìn dễ rất to, dễ to, dễ trắng. Đấy, nhìn rất khỏe luôn các bạn. Đấy, nhìn mầm thế này cơ mà. Chuyên cả ra ngoài đây. Vâng, đúng rồi. Dễ đầu dễ xanh mướt luôn này. Nhìn khỏe lắm. Sướng đã đời luôn. Nên dùng thuốc cơ nhiều thì cái mầm sẽ tốt hơn. Tức là như vậy là kết hợp giữa gọi là vô cơ, hóa học và hữu cơ. Kết hợp cả đôi nhưng mà cũng dùng nhiều hữu cơ hơn. Nhưng mà đây cái video này chủ yếu nói về vấn đề gọi là kích mầm lỡ và phát triển chậu nhanh to từ mầm lỡ, thì có thể khẳng định luôn là chắc là bạn nào mà muốn phản đối cái gọi là cái hướng làm mà kích mầm lỡ thì cũng khó mà phản đối được với cái thực tế như thế này. Đấy, còn tất nhiên nếu mà bạn nào mà không thích làm thì cứ tùy thôi. Lỡ của cái kỳ của nó lên. Đấy. Nó trong vòng đâu qua như này thôi. Đúng rồi. Đấy, mầm lỡ xong rồi lên ngọn thế này cơ mà.
thực tế mà nói đúng là tại đây thì qua đây thì thấy là tất cả những cái mầm lỡ thì vì nó lỡ mà cho nên nó nù to. Thế sau rồi khi mà nó lên cái mầm gốc từ cái thân lỡ đó thì nó đều khổng lồ luôn các bạn. Đều khổng lồ luôn. Nhìn rất là đã đời. Đã lắm. Hôm nay được gọi là một buổi mãn nhãn với vườn của anh Hoàng núi Cao Bồi luôn. Đấy, đây cây lá gọi là lá phát tài này, nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn. Chưa đủ người ạ. Cái này kiếm gì anh? Cây này cũng là một cây chưa kèn. Đẹp lắm. Anh Hoàng. Cây đó Hoàng Long. Hoàng Long ạ. Thân nó lùn nhỉ? Cây nó mới tại do nó là cái củ nhỏ nó lên. Chứ bắt đầu từ năm nay giờ đi củ đó mới lớn. À vâng. Đó đây là cũng một cây chưa tên nhưng mà mầm lỡ nó là vậy nó cũng năm cánh trắng mà chưa đặt tên. Ôi thì anh hết tên rồi hay sao mà anh chưa đặt nhiều thế? Đang tết hoa. Đang tết hoa. Tết cho ra lại. Cái này thân gì mà đang cắt nguyến ra đây để làm kỳ đây? Cái năm cánh trắng tình anh em. Tình anh em, năm cánh trắng tình anh em. Cái này cũng đang bầm gỡ, bầm lỡ, cũng đang lên đấy nhá. Hôm nay phải nói chứng minh một cái video. Thân xịt, xịt cái kỳ rồi ra. Video rất không. Là... Ở dưới là bầm lỡ lên hết, lỡ một mầm rồi đẻ hai ba. Cái phương pháp mà kích đầu ngọn của anh là anh sử dụng như thế nào, anh thực hiện như thế nào? Mình ví dụ như cái cây chẳng hạn như cây này. Vâng. Cây này thì mình chỉ xé cái lá này thôi. Vâng. Đấy. Xé tới đây. Chỉ xé thế thôi. Đúng rồi. Rồi chấm cái một giọt kích kia vô đây cho nó thấm xuống đây là tự động nó sẽ lên. À. Thế em lại thấy có những người mà người ta xé nó lại rất là đau, thậm chí nó xé không cần phải xé sâu đâu, xé nó thậm chí có người còn xé coi như nhấc hẳn cái lá đọt đầu tiên ra ấy, nó chỉ làm vết thương nhưng mà tự nó thấm vô mà. À và đây như cây này đang tết đây này. À mình xé đây. Và mình xé mình lấy đây thì hiện tại này đã nhú rồi đây này. Ừ, đây này đó, mắt nhú này. À đâu cần phải nhiều đâu. Ừ, đúng rồi. Đó, mắt nó nhú rồi đó, đây là mắt sưng hết rồi mà. Đúng rồi, sưng hết rồi. Tức là thật ra cây xé... này cũng vậy này, đấy xé là xé. Cũng chỉ để tạo cái vết thương để cho nó ngấm thuốc mà thôi. Chứ còn cái đang quay hôm nay rất là nhiều cái video này, rất nhiều nội dung hay. Nhưng mà đang quay cái phần đấy thì lại nhìn thấy cái chậu này bên này hay quá, lại phải nhấc ra để một cây dendro. Một cây đấy, dendro nhưng mà lá phát tài mà sao nó cũng ra nhú nhú, nhìn rất là yêu. Đây này. À, tiếp tục mà nói về mầm lỡ. Cái này của anh mới gọi là thân. Đây là thân, đây là một mắt, đây là một mắt này, một ươm mắt, này, cắt mắt lên, ươm nó ra như thế này, cái này nó ra khoảng độ 25 cm, áng chừng đây này, này gần 50, vâng, cái này thì khoảng 50, mắt, nhưng mà nó ra mầm lỡ hết, ra mầm lỡ, thì cái này ấy, nó ra mầm, đây là nó lại ra tới hai mầm à, hai mầm lỡ, đấy, thế thì bây giờ các bạn nhìn nó cứ như viên bi này thôi, nhưng mà kích một phát là nó ra 4-5 cây luôn, đây cây gì mà thân nó đỏ này anh? Cái này của Nhật, cái này hồi xưa nó cũng có trên thị trường nhưng mà nó không, người ta không chuộng lắm. À thế ạ. Ừ. Nhưng nó tên là gì ạ? Nó cây dạ hạt. À, dạ hạt của Nhật ạ. Ừ, nhưng mà nó không được đẹp. À, và nhìn thân thì có vẻ đẹp. Cái này trắng. Ừ. Và đấy, một lần nữa là giới thiệu mọi người cái cách của anh Hoàng. Anh Hoàng cũng rất là thoải mái, chia sẻ thẳng thắn luôn, không có gì phải giấu ở đây hết. Đấy, nhưng mà tôi quan sát vườn của anh thì tôi thấy là trong các chậu hầu như chậu nào cũng có mầm lỡ, không có mấy cái chậu mà không có mầm lỡ cả. Đấy, rất hiệu quả nên là các bạn tham khảo nhé. Nếu mà cảm thấy ưng theo phương pháp đấy thì cứ tùy nghi ứng dụng, mà nếu được thì vui mà không được thì cũng vui nhá. Đấy, chứ không có lại không được rồi lại chửi thì anh em cũng đau đầu lắm. Cây này nhìn cái mầm của nó đã đời. Cái này hơn đây này. Ừ. Cây này nó ra một cái mầm lỡ bé xíu. Vâng. Như hạt bắp bên trong á. Vâng. Nhưng mà từ cái mầm lỡ hạt bắp nó lại ra hai mầm rất to. Vâng. Nhưng bây giờ nó lên cái mầm là... cái đó là giờ lên là đi luôn á. Vâng. Nó lên cái mầm lỡ à, nó lên cái mầm gốc mà nó nhiều như này thì mình lúc đầu tiên mà cái mầm nó lỡ nó mới nhú nhiều như này này, ví dụ như này.
thì mình phun có phải nó tăng dần không? Mùa. Nó sai mùa thì có thể là nó lớn dài tùy mình cái dinh dưỡng lúc đó. Vâng. Nhưng mà lúc đó mình không cần thiết, mình chỉ cần nó ra được 5 3 cm là 7 8 cm gì là chẳng hạn. Vâng. Giữ đó đi. Vâng. Rồi bắt đầu để đến khi đúng mùa mình kích lại thì nó sẽ lên là lên luôn như những cái cây bình thường. À vâng. Nhưng mà ý em đang hỏi là nếu mà vì nó nhiều như thế thì cái dinh dưỡng mình tưới mình có phải tăng dần lượng phân lên không anh? Thì không, mình không tăng, nhưng mà mình đừng có tăng cái số lượng phân. Mình nhưng mà mình tăng lần tần suất tưới. Đúng rồi. À, mình sẽ giảm lượng phân giảm đi. Vâng. Thay vì mình 1 gram 1 lít mình pha nửa gram lít. Vâng. 3 ngày mình xịt lần. Vâng. Nếu chẳng hạn như kia một tuần mình xịt gram thì giờ mình 3 ngày mình xịt nửa gram. Vâng, thì có nếu mà tính cái tỷ lệ nhỏ đi thì cây nó sẽ không hại. À, nó sẽ hấp thu đều. Vâng, đấy là một cái kinh nghiệm mà tôi cũng học nhiều lần rồi, được nhiều lần rồi, nhưng hôm nay muốn gọi là từ anh Hoàng Núi Cò Bồi anh chia sẻ trực tiếp để cho mọi người nó gọi là cứ pha loãng đi thì cây ít bị sốc lắm. Thì nếu mà xịt vậy thôi. Vâng. Nếu mà vậy thay vì cho nắm thì ta cho nửa nắm. Vâng. Thay vì 10 hạt ta cho 5 hạt thôi, nhưng mà hết cái 5 hạt đó khoảng những thời gian ngắn sau mình lại thay. Có một điều là tôi quan sát trong vườn, trong các cái chậu hoa của anh Hoàng Núi Cò Bồi thì tôi thấy là cái phân mà anh bỏ gốc ấy, nó không nhiều. Đấy, nhiều người ấy, ui dồi, nhìn bỏ thì có một gần kín cả mặt chậu, nhưng mà đây tôi thấy bỏ không nhiều lắm. Năm nó mới được như vậy, thật ra nó không có nhiều. Đấy, nhưng mà cái phân mà các loại phân mà tưới thì anh pha loãng và anh tưới như phun nhiều lần thì cái phương pháp đấy nó hiệu quả hơn. Nó giống như mình ấy, ăn đều ấy thì nó đủ chất và nó ngon, nó no. Còn ví dụ như nhịn đói 3 hôm được ăn một bữa thì xong có khi còn đau bụng ấy. Người còn thế mà các bạn. Rồi ok nhá, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn luôn luôn có sức khỏe, niềm vui. Nếu các bạn mà có dịp ghé qua Bảo Lộc, Lâm Đồng thì các bạn có thể đến 57 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Bảo Lộc của Lâm Đồng. Anh hội quán Hoa Lan Bảo Lộc của anh Hoàng Núi Cò Bồi. Anh dẫn sẵn lòng để tiếp đón mọi người giao lưu về lan thôi. Và nếu mà các bạn mà có muốn sưu tầm giống gì thì ở đây anh Hoàng không thiếu bất cứ giống gì cả. Tôi có thể khẳng định là như thế, rất là tuyệt vời luôn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều.